Liêm xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý khán giả cùng quý nhà nông đang lắng nghe chương trình Thời tiết và Thủy văn được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube An Phát Nông. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ sẽ là chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay để đem đến những thông tin thời tiết từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022 cho bà con mình. Xin chào Thạc sĩ ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Thưa Thạc sĩ, tuần qua do sự ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo kết hợp với vùng nhiễu động nên là khu vực Nam Bộ có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Vậy thì trong những ngày giữa tuần này, cụ thể là từ 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, thời tiết khu vực Nam Bộ có tiến triển tốt hơn không ạ? Xin mời Thạc sĩ sẽ thông tin đến nhà nông. Hiện nay thì ở phía Bắc thì không khí lạnh ở cái khu vực phía Nam lục địa Trung Quốc đang di chuyển về phía Nam. Còn rãnh thấp xích đạo thì hoạt động suy yếu và có cái xu hướng lùi về phía Nam. Dự báo trong những ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường về phía Nam, sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh miền Bắc nước ta. Do vậy mà từ ngày 30 tháng 11 thì ở các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét. Trong cái đợt không khí lạnh này thì cái nhiệt độ thấp nhất ở cái vùng núi cũng như là ở khu vực Trung Du Bắc Bộ phổ biến là từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi cao thì có nơi dưới 5 độ. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì cái nhiệt độ sẽ dao động từ 12 cho đến 15 độ. Trong khi đó thì các cái tỉnh Nam Bộ chưa chịu ảnh hưởng nhiều bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường về phía Nam. Chủ yếu là làm cho cái nhiệt độ về đêm và sáng sớm thì có xu hướng giảm nhẹ. Tiết trời thì hơi se lạnh ở các cái tỉnh miền Đông với nền nhiệt độ dao động ở mức là từ 22 cho đến 24 độ. Riêng cái khu vực Tà Lài và Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai thì có thể là cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 20 cho đến 21 độ. Còn các cái tỉnh miền Tây thì cái nhiệt độ ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 25 độ. Sáng sớm thì có nơi cũng có cái mù nhẹ và tăng dần đến trưa. Trưa chiều thì là trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất ở cái mức là từ 31 cho đến 33 độ. Chiều tối và đêm thì mây đối lưu phát triển sẽ gây mưa rào và dông ở cái diện là vài nơi. Dạ vâng, nhìn chung thời tiết trong 4 ngày tới tương đối là thuận lợi cho canh tác. Điểm nổi bật là không khí lạnh tăng cường nhưng mà khu vực Nam Bộ không chịu ảnh hưởng nhiều, nhiệt độ có hơi giảm nhẹ và miền Đông thì se lạnh. Miền Tây thì sáng sớm có sương mù và có thể kéo dài đến trưa. Buổi sáng trời quang đãng nhưng mà trưa chiều thì bà con cũng cần lưu ý là có thể xuất hiện mây đối lưu gây mưa cục bộ một vài nơi. Hiện nay thì nhiều bà con cũng đang trông chờ vào tình hình thủy văn sắp tới. Không biết hôm nay cô Ngọc Điệp sẽ đem đến những thông tin gì vui cho bà con mình ạ? Xin mời cô chia sẻ. Còn đối với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thì trong những ngày vừa qua thì chủ yếu là biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 27 tháng 11 trên sông Tiền, tại Tân Châu là 2m1, còn trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2m15. Dự báo trong những ngày tới thì cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chủ yếu là biến đổi theo triều. Đến ngày 2 tây tháng 12 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu cũng như là cái khu vực Châu Đốc đều đạt ở cái mức là 1m85. Và về nguồn nước cũng như là trong những cái ngày tháng 12 cho đến tháng 1 năm 2022 thì trên sông Đồng Nai cái mực nước tại Tà Lài sẽ biến đổi chậm với cái xu thế là xuống dần. Còn đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mekong về hạ lưu và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 12 năm 2022 và tháng Giêng năm 2023 ở cái mức là tương đương so với cái trung bình nhiều năm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng của thủy triều với cái xu thế là xuống dần và cao hơn cái trung bình nhiều năm từ 0,1 cho đến 0,2 mét. Cái xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng tới thì cũng có khả năng là ở cái mức là tương đương so với cái trung bình nhiều năm. Thông tin mực nước tại các trạm cho thấy là nước đang biến đổi theo triều và có xu hướng xuống dần. Điểm đặc biệt là mực nước vào tháng cuối năm nay sẽ có xu hướng là cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 đến 0,2 mét. Tuy nhiên thì với đeo bao khép kính cũng không có ảnh hưởng nhiều đến canh tác của bà con mình. Và trở lại với thông tin thời tiết, thì những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới, cụ thể là từ 2 Tây đến 6 Tây tháng 12, thời tiết sẽ có những chuyển biến như thế nào ạ? Đến những ngày cuối và đầu tuần thì không khí lạnh ở trên phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường về phía Nam, có cái cường độ ổn định và suy yếu dần. Thì đến khoảng ngày 4, ngày 5 tháng 12 sẽ có một cái đợt không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại. Do đó mà các cái tỉnh miền Bắc nước ta thì trời sẽ rét đậm, rét hại.
khu vực miền Trung thì có khả năng sẽ xảy ra một cái đợt mưa lớn diện rộng, và cũng đề phòng cái lũ quét sạt lở đất ở cái khu vực vùng núi cũng như là ngập úng ở cái khu vực vùng trũng thấp. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ trong những ngày đầu tháng 12 thì chịu tác động bởi cái rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng từ 5 cho đến 7 độ Vĩ Bắc sẽ hoạt động trở lại và có cái xu hướng sẽ dịch chuyển lên phía Bắc. Đồng thời thì trên cái rãnh thấp này, vào khoảng ngày 2 tây tháng 12 sẽ xuất hiện một cái vùng thấp, và cái vùng thấp này thì sẽ dịch dần về phía Tây. Tuy nhiên thì vẫn còn nằm trên cái rãnh thấp và xu hướng là cũng sẽ đi lên phía Bắc. Do vậy mà những cái ngày đầu tháng 12 thì các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây sẽ xuất hiện một cái đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 12. Nhiều nơi thì mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trọng tâm mưa thì sẽ tập trung ở cái khu vực các cái tỉnh ven biển miền Tây như là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Và hai tỉnh mà có cái lượng mưa lớn nhất trong cái đợt mưa này đó là Cà Mau cũng như là cái khu vực Kiên Giang. Và mưa dông thì bà con cũng cần đề phòng cái sấm sét, gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy xảy ra. Cái thời gian mưa là gần như là có lúc có mưa. Và mưa lớn thì bà con cũng cần phải đề phòng ngập úng ở cái khu vực vùng trũng thấp ven sông. Thì do mưa nhiều cho nên là cái nhiệt độ trong ngày khoảng thời gian này sẽ giảm mạnh từ 3 cho đến 5 độ, ở cái mức là dưới 30 độ C, dao động là từ 26 cho đến 28 độ. Còn cái nhiệt độ ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 22 cho đến 25 độ. Và những ngày còn lại thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Khoảng ngày 5, ngày 6 thì cái mưa nó chỉ còn xảy ra vào trưa chiều cũng như là chiều tối. Còn ban đêm thì mưa có thể là sẽ giảm hơn so với ban ngày. Trời thì có xu hướng sẽ nắng trở lại, do vậy mà cái nhiệt độ trong ngày sẽ nhích dần lên trên cái mức là 30 độ. Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì mưa nhiều vẫn còn xảy ra, và mưa dông thì kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch thì cũng cần phải đề phòng. Dạ vâng, vậy là trong những ngày từ 2 đến 4 Tây thì khu vực miền Đông cũng như là miền Tây sẽ có mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo kết hợp với vùng thấp đang dịch chuyển. Đến ngày 5, ngày 6 thì mưa sẽ giảm và chỉ còn tập trung vào lúc chiều và tối. Như vậy thì bà con chuẩn bị gieo sạ, chúng ta hãy tranh thủ thực hiện vào những ngày giữa tuần này. Nếu mà để đến cuối tuần, rơi vào ngày 2 đến ngày 4 thì có thể là mưa. Và đặc biệt là đối với những cái vùng ven biển như là Cà Mau, Kiên Giang sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Tú Liêm xin mời cô Ngọc Điệp sẽ thông tin đến nhà nông về thời tiết biển, qua đó có những lời khuyên dành cho bà con ngư dân ạ. Còn đối với thời tiết vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông, đến những cái ngày cuối tuần thì có cái mưa dông mạnh. Trong cái cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió đông bắc ở cái mức là cấp 4, cấp 5. Riêng cái ngày 2 và ngày 3 tây tháng 12 thì gió sẽ mạnh ở cái mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng thì từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang bao gồm quần đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì gió đông bắc ở mức là cấp 3, có lúc cấp 4. Tuy nhiên thì riêng cái ngày 3 và ngày 4 tây tháng 12 thì gió có xu hướng sẽ mạnh ở cái mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng thì từ 2 cho đến 3 mét. Và những cái ngày đầu tháng 12 thì thời tiết trên cái khu vực vùng biển thì có cái mưa dông, sóng cao và gió mạnh, không thuận lợi cho các cái phương tiện tàu thuyền hoạt động, nhất là cái ghe xuồng nhỏ, thì bà con ngư dân cũng nên hạn chế ra khơi. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đã chia sẻ thông tin thời tiết thủy văn từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022 cho bà con mình. Xin chúc cô thật nhiều thuận lợi trong công việc. Bà con thân mến, vậy là thời tiết khu vực Nam Bộ sắp tới sẽ diễn biến theo kiểu nắng, mưa rồi nắng. Và mưa sẽ tập trung vào ngày 2 đến 4 tây tháng 12 do ảnh hưởng của rãnh thấp và vùng thấp. Do đó thì bà con của chúng ta cũng nên tranh thủ gieo sạ và thực hiện các thao tác chăm sóc ruộng lúa vào những ngày nắng để thuận lợi hơn nhé. Sáng sớm thì trời có nhiều sương nên là bà con cũng chú ý khi mà di chuyển ngoài đường và giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn nhiệt độ giảm. Tú Liêm xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin sau.